Chào Trinh. Bây giờ thì mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Thì em có mở một quầy thuốc tại Bình Dương. Đó sao mà mình... thì thầm vậy trời, bộ hai người nói riêng tư với nhau hay giọng sao vậy? Hiệp nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền, giới thiệu về mình đi. Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm tư vấn viên online của thẩm mỹ viện K-Spa. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận 10 ạ. Đi cũng khoảng cách cũng xa xa ha. Dạ. Rồi, đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái. Điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, chân thành với mọi người, thích nấu ăn. Nấu thì nó không có ngon lắm nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Em thích cắn. Cắn. Cắn ai mà bị sứt mẻ răng chưa? À, dạ cắn mẹ. Tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê cái thương quá không biết làm sao á, cái vuốt tay cái thọc cái. Trời tội nghiệp mẹ quá. Có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn là em hơi thẳng tính. Với lại làm việc gì nó cũng nhanh, kiểu cập xong. Em hơi hậu đậu, nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm. Cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn. Tại vì quên bật nút. Chưa bấm nút đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là một người thích học hỏi. Khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em nóng nhất là em im lặng, là em bỏ đi. À được. Có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả? Nóng bên tính. Đó hơi nóng tính. Nói nghe nè em có cái tật xấu gì không? Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm một cái gì đó em mới ngủ được. Ví dụ như uống trà, cà phê, trà sữa, nước ngọt mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn. Cuộc sống bế tắc luôn là thức tới 2-3 giờ sáng luôn. Nếu anh chồng thì ôm chồng ngủ có gì đâu. Nhưng mà hiện giờ là em đang ôm cái gì? Em đang ôm cái gói, cái con gấu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Gặp nó em quen được khoảng 6 tháng à. Ở mối tình kia dài không? Mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm. Nói chung lúc đó là em mới ra trường là em lo đi làm á. Em ít quan tâm đến bạn nữ. Nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Bạn thì sao, bằng mấy mối tình rồi? Em được 4 mối tình. Cũng khá khá ha. Hai mối tình là thời học sinh, một mối tình từ sinh viên và một mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp được mấy năm? Dạ, đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi. Tại trong công việc của em là người khá là nghiêm chỉnh, trầm tính, chững chạc. Còn ra ngoài thì ở kế người yêu thì mình thoải mái, mình bung lụa thôi. Nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa cho nên là anh đó không chịu được. Em ơi, em chịu đựng được cái người mà cắn em không? Dạ, được chưa? Không sao hết, tại vì em nhà em bán thuốc tây mà. Có gì là em lo hết vậy. Đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào? Dạ, cái gu của em thì cao trên 1m68. Gu 68 trở lên ha. Dạ. Anh hơn em rồi, tôi bắt 75 ạ. Tốt, gì nữa em? Dạ, ngoại hình ưa nhìn, hơi tròn tròn xíu được rồi. Để ôm cho đã. Không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, không gia trưởng. Nhậu thì nó ở mức độ thôi. Và hiện biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương. Em có cờ bạc không? Không nè. Có gái gú không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Hút thuốc không? Không luôn. Uống rượu không? Uống rượu. Uống ít à? Uống ít rồi. Rồi có hai chai à? Coi như 100% bên đây ta yêu cầu là bệnh có hết luôn á. Có hết luôn á. Bây giờ bạn muốn yêu cầu bạn nữ ở bên đây như thế nào hoặc là cái gu của bạn ra làm sao? Cao khoảng 1m55 đảo lên là được. Nhìn dễ nhìn, dễ thương. Dễ thương phải không? Nói chung là em cao 1m64 được không anh? Được em ơi, quá được luôn. Quá được đúng không? Quá được. Đây 68-64 được rồi. Thôi. Chào cưng. Khôi ngô tuấn tú đúng không? Thấy hợp với thằng gái không? Chị dễ thương quá. Chị dễ thương quá à. Ôi cảm ơn em. Dạ. Trời ơi là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Không cần nữa, coi như là cho qua hết. Biết sao phải dòm không? Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à nè. Má lúm đồng tiền á, em có thích không? Có chị. Có hả? Càng má lúm là nhìn càng dễ thương. Trời ơi, tùy má lúm nha em. Lúm đều nguyên mặt là mệt lắm á. Cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Hàm ràm. Với lại một người nói chuyện ngang ngược, với lại không biết lại phép với người lớn. Càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó.
Ví dụ như lúc mình yêu á, là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ. Cứ hỏi ra càm ràm lửa lúc mà người ta đi làm về mệt á. Càm ràm là đàn ông không có thích. Về mệt mồ hôi mồ kê đổ, chưa ăn uống, chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền. Bộ người ta điên hay sao tự nhiên người ta càm ràm? Ủa đâu có khùng. Nói mệt lắm, tắt tiếng, khang tiếng, rảnh mà ở không là đứng càm ràm như một con mụ điên. Có nhiều lúc á là ta buồn ngủ, ta làm gì mà tắm rửa, ta ăn cơm, sao ta buồn ngủ, ta leo lên giường, chuẩn bị ngủ, bắt đầu càm ràm. Trời ơi, bây giờ về nè, chưa tắm rửa, chưa gì mà leo lên giường ngủ. Nhớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á, đi từ sáng tới chiều, phải càm ràm thì chứ. Qua chỗ khác ngủ để ta mệt, ta ngủ cho nó sáng, cho nó khỏe đi. Rồi ta tắm rửa cũng đâu có sao đâu. Thôi ly dị đi, thôi ly dị đi. Thôi ly dị đi. Mắc cười quá à. Đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha. Đúng rồi. Qua câu chuyện này. Rồi, để tôi coi mắt. Trời ơi, dễ thương quá. Đó. Hỏi là tự nhiên sao tôi phải bảo vệ bên đàn gái tôi là nè, vậy đó. Cô gái xinh đẹp. Dạ. Cô không thích những điều gì ở đàn ông? Tính đàn bà. Tính đàn bà. Đàn ông mà tính đàn bà. Tính em sao nè? Dạ em tính là người. Đàn ông gì ơi? Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà. Em nói giùm cho chị một câu là: em ơi, em yên tâm đi, anh là một người đàn ông chuẩn men. Lớn lên. Em ơi, anh dạ. Là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi đâu biết. Em nói ai kia là ai? Tôi nhớ. Thì em nói vậy đó. Anh là người đàn ông chân chính. Anh có hiền thương. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Sao anh được nắm tay em được không? Dạ. Sau đây anh muốn hát cho em bài tặng cho em đến địa vị khán giả. Đó, rối dạ. Nữa rồi đó, một cái bài tặng mà tôi không biết bài tặng là bài gì luôn á. Em hát là bài Làm Vợ Anh Nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và rời hai hứa còn đời yêu anh nhé em. Wow. Ôi ơi. Hương có muốn hát đáp lại với Hiệp không? Em thì không có biết hát, nhưng mà em có một cái việc tài, đó là massage đầu vai gáy, biết một số cái bài massage. Trời, mát liền luôn. Mát luôn. Massage liền luôn. Trời đất ơi. Quá hên chưa? Anh cứ ngồi thẳng. Trời ơi. Ôi đã quá. Ôi đã quá. Ôi sao sướng quá anh ơi. Anh Linh nhộn nhạc luôn. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi em. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Dạ đó. Vậy thôi đó hả? Được không? Được không Hiệp? Qua đã nè. Hả? Qua đã. Qua đã đúng không? Rồi. Em thấy anh như thế nào? Anh thì chắc cũng vừa ôm. Trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin, gọi video call thôi. Không sao em ơi, một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày. Dạ. Tại vì thời gian anh có thể làm chủ được. Em đừng nói chuyện đó. Anh thấy em thật là rất là dễ thương. Có một phép gì là gọi là nó thư sáng á. Có cần thú tăng trọng không anh? Không đâu mà, tướng em bị là đẹp rồi đó. Cảm nhận anh là một người ấm áp á. Có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu, cũng biết cách quan tâm đến mọi người, như là biết chăm sóc bản thân. Ví dụ có gì thì khỏi tốn tiền mua thuốc. Đó thì em yên tâm nè. Hiện tại thì ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Em là út thì chỉ còn một mình em là chưa có gia đình thôi.
Thì khoảng tầm một năm đổ lại đây thì mẹ không có hối, nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa. Tại vì em ở trên này có cậu mợ nhưng mà em cũng ở xa, không có ở gần, thì hiện tại là em vẫn sống một mình. Nếu lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi? Em sẽ là người xin lỗi trước. Giờ nói nhớ nha. Hương à, chị muốn hỏi Hương, em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn Hiệp? Đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc, chân thành ấy. Mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một câu. Anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Nhớ, 24 tuổi. Dạ đúng rồi, tuổi con heo. Tụi nó bắt em phải nói là anh dì ơi, nhà em, nhà mẹ em có nuôi một con heo mà mẹ không muốn nuôi nữa, anh có muốn nuôi không? Đợi đấy anh nuôi cho. Dạ. Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay. Chúng ta có 30 giây. Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội, vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa, em nhé. Hương, Hương ôm thử có đúng cái sai của em không? Mà em hay ôm sao luôn. Đúng làm sai không? Làm như Titanic vậy đó. Ôm gấu vậy là được không? Ngủ dễ ngủ không? Có dễ dạ, ngủ không? Vậy chắc vừa ôm. Không, mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi đủ không? Cái vòng tay ôm mình không? Thử đi Hương. Thử đi nào. Dạ. Được không Hương? Dạ được. Rồi, hai đứa trở về vị trí đi. Vừa sai hả vậy? Chúng ta nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không? Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm. Còn không rung động thì không bấm. Ông đừng nói nữa. Ông đừng nói nữa Linh ơi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dễ thương vậy sao? Nắm tay nhau đi. Tụi nhỏ giờ nó nhanh quá, không cần đếm nó bấm luôn. Mình xin cầu mợ nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin cầu mợ cho con hôn với Hương ca. Hai. Em cho nó Hương ca. Dạ, con yêu nhau không cho nó cũng tới hả cậu ơi. Chưa đếm nó bấm hết rồi. Những chiếc vé xem phim cùng đạp xin để bốc 212 lý chiến thắng để tặng các bạn. Chúc mừng các bạn.